在世界都于此渐看得太易，遗忘了若要追必须要踏实，自困细小的圈子，每日逃离视线，梦与想终于离开身边，时有想说的遗憾还未说完，差一些狂想能开始，差一些和他能相恋，错过了万次，明日再别兜圈，难承受再次失落无言，沦为消失的片段，从前知道得太少，原来肯去追才是一生重要cậu đừng mua đồ giá rẻ rồi mà. Má mua bóng đèn này giùm tôi xài được 2 năm rồi. Có cần mua cái cho cậu không? Má này má nọ, y như đứa ăn bám vậy, cầm miệng đi. Coi chừng đó. Đinh Kính Hy, anh chơi xong chưa? Anh đã 3 ngày 3 đêm không ra ngoài rồi. Chi chi rồi. Ồ, chi chi. Còn nói chi chi cái gì? Ngoài à, anh hai nói anh thua rồi. Hả? Trò chơi. Ừ. Còn cứ suốt ngày dán mắt vào màn hình dễ hư mắt lắm. Đó, ăn toàn những thứ thức ăn rác rưởi này không có dinh dưỡng đâu. Anh hai à, anh không tắm gội bao nhiêu ngày rồi, hôi quá đi. Tắm đi, tắm xong ra ngoài ăn cơm. Rồi còn nữa, quần áo này cũ rất nhiều vậy. Con coi đi, cái này là cái gì đây? Đem bỏ đi. Không được, phiên bản giới hạn đó. Đó là thủ đoạn quảng cáo thôi. Nè, ngoại cho con mấy trăm nè, con à, đi mua hai cái khác. Ê, đi. Trời ơi ông ngoại à, ảnh làm thêm sửa máy cho người ta có thu nhập đó. Với lại ảnh có tiền, cũng toàn là mua những món đồ vi tính rác rưởi này. Tiền này ông tự mình giữ lại, từ từ xài, đừng chịu hư ảnh. Ngoại biết là con thương ngoại, mà ngoại cũng biết là anh của con á, không có bằng con. Không lành bằng con chứ gì, rõ ràng quá rồi. Ông ngoại. Chuyện gì nữa? Ngoại khoan nè. Ôi trời, anh hai anh có độc quá không? Ít hành ít thịt. Cảm ơn ông ngoại. Nhiều hành nhiều trứng bắc thảo. Chén này là của ngoại. Bắc thảo. Ừ. Sử dụng trứng vịt, đá vôi với lại vỏ thốt chế biến. Cứ 100g bắc thảo thì có đến 585mg cholesterol. Còn chỉ số tăng đường của cháu thì vượt quá 70. Ông ngoại, ngoại không thể ăn được đâu. Ngoại chỉ ăn có vài muỗng dù với tụi con thôi. Sáng nay ngoại đã xét nghiệm đường huyết xong rồi. Ngoại vẫn còn nhớ, nửa tiếng trước khi ăn thì tiêm một mũi, sáng một mũi, thì tối một mũi. Ngoan ngoãn lắm, bé ngoan đàm kiên trung. Heo Hy à, gối ôm của con, mày thanh mắt sáng, là một cô gái tốt. Nhưng mà sống chung với vật chết
sẽ không đơm hoa kết trái đâu hả? Nói thiệt nghe, ngoại sẽ không cho nó về làm dâu. Nếu muốn tìm thì tìm người biết đi, biết chạy đi, đúng không hả? Gối ôm không phải của con, của bạn con. Hả? Vậy thì càng tệ, luôn cả gối ôm cũng chia sẻ với bạn. Sao mấy người biến thái quá vậy? Không biết gì hết, đừng có tùy tiện phê bình mà. Ơi. Anh bị điên rồi sao? Ông ngoại. Ừ. Tặng điện thoại cho ngoại, sao ngoại không xài? Ê, những thứ kỹ thuật cao này không thích hợp với ngoại. Ngoại xài cái này á, hữu dụng vô cùng. Có rất nhiều chức năng, có thể nhắn tin, có thể chụp hình, còn có thể định vị nữa. Trời ơi, anh nghĩ ngoại là thần đồng sao? Ngoại có bao giờ dùng những điện thoại thông minh này đâu. Hàng mới về, xuất phát. Đi trước. Ô nè, con đi đâu vậy? Anh có thể đi đâu chứ, cũng là cùng với đám độc thân đi coi máy vi tính, với lại coi máy vi tính. Con cũng tới giờ đi rồi. Còn con đi đâu nữa? Hôm nay có một show thương xá, phải đi trang điểm cho đám người mẫu. Vậy con có về ăn cơm không? Không ăn đâu, bye bye. Làm ơn ngồi xuống để xe chạy. Chủ em làm ơn tới khu vực nhà hàng Đại Quang nhắc tôi xuống xe nha. Đầu đường cho xuống nha. Xuống xe quẹo phải đi thêm 2 phút. Ôi trời, bồ cậu không thể nói chuyện sao? Tội nghiệp quá, còn trẻ quá mà. Làm ơn. Chừng nào bị đụng đi. Chết rồi, tháng này tôi làm không công rồi. Không sao, chỉ bị chạy một chút thôi mà. Sao? Cảm ơn cô dịu lắm. Cẩn thận chút nha. Nhất định. Không lẽ xui tới vậy sao? Sao vậy hả? Xe để không được. Để tôi coi. Xong hết rồi, thử đi. Ôi được. Ê, được rồi. Người đẹp, đúng là công ngợn nha, biết sửa xe luôn ha. Người tốt bụng như cô chưa gặp bao giờ. Từ nay muốn kêu xe cứ tìm tôi, miễn phí cho cô. Cũng được, anh đại kê. Cảm ơn nhiều. Tạm biệt. Học chuyên sâu sẽ rất tỉ mỉ, bởi vì lựa chọn đặc biệt đều tự động quá. Mạng tần kinh chuyên sâu kích chặt tầng thứ nhất sẽ kiểm tra các mép của hình ảnh, tầng cuối cùng sẽ kiểm tra hình dạng sẽ phức tạp hơn. Từ đó xác định những vật mà chúng ta cần phân biệt. Tôi hiểu, rất có tính khởi phát, cảm ơn sự chia sẻ. Không có gì. Cảm ơn. Giỏi thiệt nha, hễ với IT ra đồ mới, anh đều lập tức theo kịp. Luôn cả trí thông minh nhân tạo cũng nghiên cứu chuyên sâu như vậy, từ nay không ai theo kịp anh nữa rồi. Đã làm startup công nghệ thì phải tiến theo thời đại. Nè, xin lỗi nha, công tác của tôi tới rồi, không khác gặp. Được. Nè, sao không để ngày mai tới đi? Chưa tới lượt chúng ta mà. Phi. Ủa, Max, cộng tác của tôi, CEO của công ty chúng tôi, Marcus, ảnh là Max, CEO của Gold and Red. Chào anh. Chào. Night together. Bên ngoài nói mọi người cứ ra sức này vốn, này tới nát cả mặt,
Phụ ba cô xây căn nhà đơn giản thôi mà, bày ra mấy cái trò startup này cực khổ lắm. Cô cũng không biết cực khổ là gì mà, vụ này chỉ là chơi cho vui thôi đúng không? Giỡn thôi. Các vị có bao giờ nghĩ bắt đầu từ hôm nay không còn bị mù nữa không? Mắt kính thông minh khiếm thị này tận dụng kỹ thuật nhận dạng hình ảnh mới nhất, quan sát môi trường xung quanh và chướng ngại vật một cách chính xác, sau đó thông qua trí thông minh nhân tạo phân tích, chuyển thành gợi ý ngôn ngữ, tận dụng kỹ thuật truyền dẫn của xương, tức là thông qua xương bé tai truyền âm thanh cho người khiếm thị để họ biết một cách rõ ràng bản thân đang ở vị trí nào và môi trường nào. Mắt kính này còn có định vị toàn cầu và thiết bị liên lạc. Khi cần thiết còn có thể nhờ hỗ trợ nữa, để người sử dụng có thể đến nơi mình cần một cách chính xác và không gặp trở ngại. Đồng nghĩa với có thêm một đôi mắt, một lần nữa nhìn về thế giới này. Tin chắc sẽ có người nghi ngờ kỹ thuật của chúng tôi. Hay là mời một bạn bước lên trải nghiệm thử. Max, bây giờ trên bàn có một ly nước, làm phiền anh cầm lên đi. Có lẽ bây giờ anh đã biết cuộc sống thường ngày của người khiếm thị khó khăn cỡ nào. Có mắt kính thông minh khiếm thị này, mọi người coi, có khác biệt gì không? Làm phiền anh bước tới chỗ cộng tác của tôi. Ảnh đang ở hướng một giờ của anh. Phía trước bên phải có chướng ngại vật, di chuyển một bước qua tay trái của anh. Phía trước có chướng ngại vật, vui lòng sang phải. Phía trước có người, vui lòng sang trái. Phía trước có chướng ngại vật, vui lòng sang phải. Đi sang phải. Dưới đất phía trước có chướng ngại vật, vui lòng bước qua. Anh Mắt, có thể dừng lại rồi. Dựa theo chỉ dẫn của mắt kính này, có phải rất lý tưởng không? Phê. Kế hoạch đào tạo sáng tạo kỹ thuật mới trong khu công nghệ mà chúng ta đang xin sẽ dùng tiền thuê ưu đãi mới lại chỗ này làm gia phòng. Công ty của anh đông người vậy sao? Không phải, đây là không gian làm việc chung, chia sẻ không gian làm việc. Mọi người ở công ty khác đều làm việc ở đây. Ngoài việc tiết kiệm chi phí, còn có thể quen biết được rất nhiều người làm IT. Ê Phê, lúc nãy làm tốt lắm. Cảm ơn. Không có gì. Ê, vấn đề trước đó tôi nghiên cứu rồi, rảnh rỗi gặp anh nói chuyện. Được. Công ty của Thép làm gì vậy? Anh nghiên cứu người máy dạy học với lại mở workshop dạy đám trẻ em. Anh Dĩ, chị Phê, buổi thuyết trình thành công lắm, tụi em nhận được tin rồi. Nhanh vậy. Em không có nói đâu, Ruby là hoa hậu hữu nghị trong công viên khoa học, rất nhiều nhóm chat đều ép cổ vô. Ai có thể nói cho tôi biết Cường Ngang Tàng đang ở đâu hay không? Tôi đang ở đây, tôi đi mua thơm ướp lạnh thôi. Ok. Phê à, khía cạnh người sử dụng thế nào rồi? Nè, bây giờ tôi cảm thấy khi muốn thay đổi chức năng của mắt kính này thì cần phải mở từng thứ hơi phiền phức, có suy nghĩ gì không? Người bị khiếm thị dùng giọng nói kích hoạt ứng dụng. Giáo sư Kiki, anh cảm thấy sao rồi? Nếu có trợ lý tinh linh thì hay quá. Đang họp đó đừng giỡn nữa, các Kiki. Được lắm. Anh nói đi. Chúng ta có thể tổng hợp thành trợ lý giọng nói. Có phải tức là người sử dụng có thể nói sẽ có thể mở được ứng dụng? Có kịp cuộc thi hay không vậy? Sao lại không kịp chứ? Cùng lắm thì mướn thêm người thôi. Tính cách của bọn họ đều rất khác nhau, cực thần anh ha. Ê, lúc trước khi chúng ta làm thực tập ở London, đám đó còn tệ hại hơn. Đám nhóc đó mang dép mặc áo choàng tắm đi làm, vậy cũng coi như là làm được việc rồi, tại cô chưa thân với họ thôi. Ê nè nè, cô và chúa tể quái thú đó nói tới đâu rồi hả? Vậy tức là chưa nói rồi. Nè, ông ta có biệt danh là chúa tể quái thú, lý nào lại dễ dàng buông tha tôi chứ? Luôn cả việc tôi cũng xin nghỉ, dốc hết gia tài vào đây làm I together. Không lẽ cô bỏ mặt tôi sao? Tôi tốt nghiệp bấy lâu nay, phụ ba bấy lâu nay, lần này tôi phải vượt ngục. Tôi đã kéo anh vào cuộc, tôi không thể tới nỗi lừa anh đâu. Tôi lo xong công việc trong tay, tôi sẽ xin ba cho nghỉ việc. Hay lắm.
Nè, bây giờ chúng ta có kịp tham gia cuộc thi giải thưởng phát minh sáng tạo quốc tế đó không? Đừng nói là không kịp. Những sự kiện quy mô lớn này có cơ hội đoạt giải, có thể quen biết nhà đầu tư. Đối với công ty của chúng ta mà nói, giúp ích rất nhiều. Tôi thấy đoạt giải thưởng hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là đại diện cho Hồng Kông. Để mọi người biết được, thì ra vẫn còn có một nhóm người có lòng lo chuyện sáng tạo, không phải chỉ biết làm địa ốc thôi. Câu nói này xuất phát từ miệng của cô tính thuyết phục lắm. Nè, cô có nói với ba cô như vậy hay không hả? Anh biết tôi bấy lâu có gì mà tôi không dám nói. Thì là xin nghỉ đó. Tôi đã nói là nghỉ rồi. Hey Khi, Rico đâu? Hả? Rico? CBUR13 mới ra mắt sáng nay thôi. Đi khắp mọi nơi, chỉ có chỗ này mới có bán. Nên ráp với linh kiện nào đi? AK8008, hai cạc đồ họa Super X1080 Ti, sẽ được hết 128GB bộ nhớ theo máy, cạc âm thanh XOX7.1 cộng thêm bộ tản nhiệt nước 360, rồi tăng tốc lên đến 8GB. Wow, vậy thì tuyệt quá. Chạy nhanh như vậy, đồ chơi trời gì? Chơi trò gì mà chẳng được chứ. Lái xe đua không nhất thiết phải là tay đua. Mang giày thể thao không nhất thiết phải chạy bộ giống như hi thần vậy. Đeo mắt kiếng đâu nhất thiết phải bị cận đâu. Tôi bị cận thiệt mà. Lái xe đua với lại mang giày thể thao với lại đeo mắt kiếng cũng có thể ra giải điển trai. Máy chạy nhanh như vậy có khi nào có gái không? Cậu có bộ chưa? Tôi cũng đâu có bộ đâu. Nhiều sách như vậy có thể đọc hết sao? Cậu tưởng hi thần hữu danh vô thần sao? Mặc kệ dân bám váy. Chưa bao giờ quan tâm. Cả hai người cũng giống như tôi, cũng là chó IT thôi. Đơn giản cũng là bậc thấp nhất trong chuỗi thức ăn, làm những việc hỗ trợ cho công ty vô danh. Cậu yên tâm, làm việc với hi thần có chuyện gì cũng nhất định hỗ trợ cậu. Tôi thì thảm hơn, một thân một mình, công việc dài hạn còn chưa tìm được. Chưa tìm được việc sao? Ráp máy giùm người ta, kiếm thêm chút tiền vậy thôi. Má tôi nói ráp máy một thời gian sẽ giống như luân hồi vậy, không thể nào thoát ra được đâu. Tôi ráp máy là máy đào tiền, mỗi một ngày cũng có 100 mấy ngàn ra vào, cậu biết gì chứ hả? Nè, cái này có lẽ cậu cũng biết chút. Phấn dày, mũi độn, không có tầm nhìn. Chỉ là miếng bít tết thôi mà. Nhưng mà tôi cũng muốn ăn thử miếng bít tết. Nhìn đủ chưa? Xin lỗi. Làm gì? Vui lòng giữ về điện thoại. Thức ăn là mớ điện thoại, hậu quả tự chịu. Cậu có nâng niu đàng hoàng không vậy? Nữ thần của tôi đó. Buổi tối cậu nhớ phải đắp mền cho cổ, không được để cổ cảm lạnh nha. Tôi đã nhường giường cho cổ ngủ rồi, không muốn gì. Anh em tốt. Chừng nào cậu đón cổ về, em tôi tưởng tôi biến thái đó. Đã nói má tôi ép tôi dọn rồi. Người ta đã không có bộ rồi mà. Muốn kiếm nữ thần ở bên cạnh lại nói người ta biến thái. Thôi được, tôi đã mướn được một cây khò, lát nữa sẽ đi đón cổ. Hi thần, có việc 3 giờ chiều nay tới quan đường làm hỗ trợ cậu và ca có được không? 3 giờ chiều nay có việc làm hay không? Làm, tôi nhất định tháng sau đưa nữ thần đi coi show đó. Cậu có đi không? Ok, có mặt đúng giờ. Tập đoàn Dương Thủ. Ok. Anh Thí thần. Nè, sao tình cờ vậy? Chào anh Sinh. Chào cậu. Thí thần, cậu đúng là giỏi lắm. Căn bệnh nan y nào vô tay cậu hả? Đều có thể chữa khỏi, thiệt tình. Nè, công ty của tôi có một nhân viên mới nghỉ, cậu có hứng thú không? Em có. Nè, tôi phải tranh thủ qua thăm quyến, về mới nói tiếp. Lát nữa nhớ tới đúng giờ nghe, tôi sẽ gửi thông tin cho hai người. Không phải đâu ông chủ à, chỗ này còn phải ký nữa. Có cần đọc kỹ mới ký hay không? Xin lỗi ông chủ nha. Giờ cậu đứng đến chán hay là mỏi vậy? Có cần bắt ghế cho cậu ngồi hay không đây? Dạ không cần đâu.
Sao con nói vô đây có chuyện báo cáo với ba mà? Đứng đây nãy giờ như trời trồng vậy, nói cái gì đi chứ? Con thấy ba đang ký giấy thôi mà. Bây giờ ba ký giấy thì dùng tai, nghe thì dùng lỗ tai. Con thông minh chút đi, ba con là người gì chứ, chia ra là ba còn được mà. Dạ biết thưa ba. À, cuối tuần này sau khi kết thúc dạ tiệc thương hội thanh niên, con có hẹn với con của chú Chấn, cậu Zach đi hát karaoke. Sau đó vài hôm còn hẹn cậu ta đi đánh golf nữa. Vậy thôi sao? À, cậu Zach mới chia tay bạn gái đó. Giờ vậy nó bấy lâu cho được chuyện đó thôi sao? Kế hoạch trùng tu của chú Chấn ở Cửu Long Thành định làm như thế nào? Chừng nào chú Chấn nghỉ hưu, cậu Zach có hồ sơ mận gì, cậu có điều tra được hay không vậy hả? Hả? Con và người ta không có thân cho lắm, rất khó biết được nhiều chuyện của người ta. Con là đàn ông mà, lâu lâu hẹn ra ngoài đi chơi uống nước, uống vài ly rượu rẻ tiền, có chuyện gì cũng khai ra hết. Ờ, ông chủ, Oscar giỏi lắm đó, chỉ cần chút thời gian để thích nghi thôi. Tôi ở cỡ tuổi của nó, đã làm nhà thầu, cả trăm người theo tôi đi kiếm ăn rồi. Không giống thanh niên bây giờ, chỉ biết ăn chơi, ra ngoài chuyện gì cũng không có biết. Con không giỏi bằng ba, không có sao hết, ba không trách con. Nhưng con đừng có vô dụng như đám vô dụng bây giờ, vô dụng. Ờ, ông chủ, tôi ra ngoài trước nha. Tôi chửi nó thôi, đâu phải chửi cậu, đi cái gì chứ. Dạ. Dương thủ cần này chửi ai, không bao giờ chửi sau lưng người ta. Bà muốn tốt cho con thôi thằng quỷ. Chào đi. Ba ơi, con có chuyện muốn nói với ba. Ba cũng có chuyện muốn nói với con. Thư dự thầu kế hoạch trùng tu vô đường, tại sao tới giờ vẫn chưa nộp lại cho ba? Vài hôm nữa là hết hạn rồi. Lần trước họp con đã nói con không rảnh, anh hai và ông Trình theo dõi rồi. Không. Biên bản cuộc họp có ghi. Biên bản cuộc họp là sai. Nè, tóm lại ba không cần biết. Trước thứ sáu này ba muốn nhìn thấy thư dự thầu đặt trên bàn của ba. Nói xong rồi tất cả xéo đi. Đi thôi. Ba ơi, thôi. Lần nào ba cũng làm như vậy vô ích thôi. Con muốn xin nghỉ, ba liền nhét cả đống công việc cho con làm để con không thể nói gì. Nè Tử Phi, ba tin con mới giao việc cho con làm đó. Con không lẽ vậy mà không cảm nhận được ba coi trọng con cỡ nào sao? Ồ, con nghĩ ba cũng coi trọng anh hai nữa. Người nào thích hợp làm việc gì trong lòng của ba biết rất rõ. Tử Phi, con ngoan, ba hứa với con, thăng chức cho con làm tổng giám đốc, ok? Không cần đâu, đó không phải thứ con cần mà. Thư dự thầu con sẽ làm giùm cho ba, nhưng ba phải kiếm sẵn người thế chỗ của con. Có lỗ hổng, nếu như không giải quyết rất dễ bị hất vào. Hi thần, cậu coi nè, bí sử của cao giàu đẹp nè, chuyên khơi chuyện xấu của người giàu có. Vua cầm thú, chủ của cái chỗ này tên là Dương Thủ Cần, đọc ngược lại tức là Cần Thủ Dương. Rõ ràng muốn nói ông chủ này là tay địa ốc bất lương, chuyên xây những căn nanomet. Hệ thống ở đây đúng là lạc hậu thiệt mà. Những người này á, kiếm tiền thì kiếm hết mình, làm sao mà chịu bỏ tiền nâng cấp hệ thống kia chứ. Kêu chúng ta tới kiểm tra đã là tốt lắm rồi. Thôi mà, mặc kệ nó đi. Chúng ta đã cố gắng rồi, có chuyện gì á đợi anh Sinh tới lo là được. Anh hai, em muốn anh chuẩn bị thư dự thầu giùm em. Em tin tưởng anh sao? Anh chính là anh em song sinh của em mà. Còn nữa, anh nghĩ cái gì lý nào em không biết. Đừng để bà đánh bại niềm tin của anh nghe chưa. Thật ra anh cũng không có muốn em đi đâu. À, trước giờ em không có hứng thú về xây dựng, không lẽ anh không biết sao? Đúng ra khi em tốt nghiệp, em sẽ tới thung lũng Silicon theo cao thủ ai tiên học hỏi. Không tại công ty có chuyện em nhất định không về đâu. Đương nhiên là anh nhớ, hạng mục mà em làm đã giúp cho ba hái ra tiền. Còn cái của anh á, Nè, không phải anh nói muốn cải thiện bộ phận IT cho công ty mà, làm tới đâu rồi? Anh làm đúng theo lời em nói, viết bản báo cáo rồi. Vậy ba nói sao? Ba hả? Vừa nhìn thấy hạng mục có ghi tên của anh thì không thèm liếc nhìn một lần luôn. Xô ngã ngọn núi quỷ dương đó đi. Ê, không phải là tới văn phòng làm cho xong việc sao? Cậu làm được rồi. Làm ơn đợi với. Tôi không có. Còn nó không có. Ừ. Vậy sao điện thoại lại như vậy? À, không phải tôi. Đưa đây. Nè, không được lục. Đưa đây. Tôi đụng trúng tôi. Không phải tôi mà. Đứng lại. À, dạ. Đứng lại chưa? À, nè.
không liên quan tới tôi. Nè, trả cho tôi, không liên quan tới tôi mà. Nè. Come in. Anh muốn tạo dáng thế nào? Mèo con. Nè, hai người nghĩ tôi mặc như vậy có ai nhận ra tôi hay không? Chắc là không nhận ra. Như vậy cũng đỡ. Nè Hiếu Thần à, đoạn phim của cậu tuyệt lắm, mới chớp mắt đã có hơn 5.000 lượt truy cập rồi. Không cần làm ra vẻ như là bại liên tiếp 10 trận đâu, cùng lắm chỉ làm nhân vật chính trong một tiếng, sau đó thì sẽ có những đoạn từ chối chở gì đó, không nhường chỗ gì đó lấp đầy thôi. Nay mai sẽ không còn ai nhớ tới cậu nữa. Được rồi mà. Cậu đúng là khó ưa thiệt. Rico cũng khó ưa, nhưng mà theo tôi thấy khó ưa nhất chính là con nhỏ đó đó. Không có chứng cứ nói cậu quay lén, lập tức đăng bài đòi lại trong sạch cho cậu. Đừng có bài nhiều trò nữa, càng nói càng tệ. Ê nè nè, có đoạn phim này đi. Gần đây những vụ sàm sỡ gia tăng, có khả năng có liên quan tới trai độc thân. Bởi vì họ gặp trở ngại xã giao, không dám tiếp xúc với ai, thì họ không quen được người khác phái, sẽ đam mê vào những trang web đen, không thể kiểm soát sự nông nổi tính dục của họ. Tỷ lệ phạm vụ án sàm sỡ cao hơn người khác. Tôi độc thân không có nghĩa là tôi hèn hạ. Tôi độc thân không có nghĩa là tôi đê tiện. Tỉnh lại đi. Hôm nay là sinh nhật của Kay, em tổ chức tiệc cho cổ thôi. Chào Tĩnh Hy, anh là anh hai của Thiên Cơ phải không? Em là Như Diệu Chính, ngày hôm nay tên là Kay. Mời chúc em sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Em là Châu Y. Nè, 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 hôm nay vui vẻ như vậy thì cứ việc vui chơi đi. Người ta cất công tới đây rồi còn lại bỏ đi, bất lịch sự lắm. Ngồi. Thì đó, mời xuống. À, bánh kem lớn quá, chúng ta phải vô trong lấy ra đi. Nè, nghe nói anh làm IT, mấy quen suốt ngày bị treo. Hay là hôm nào anh tới sửa giùm cho em nha. Không sửa, không tới nhà người là sửa. Tính Hi à, anh đội nón như vậy không nóng sao? Hay là anh bỏ xuống đi ha. Anh dễ thương thiệt á. Vậy mà cũng chưa nổi sao? Anh còn mắc cỡ như vậy, bây giờ còn làm gấp đâu tới đây. Nè, nó có chịu nổi không? Không sao đâu, chính vì con muốn anh tiếp xúc với những cô gái khác nhau, có như vậy mới đỡ mắc cỡ. À, hay là chúng ta kiếm trò gì chơi đi nha. Cũng được, tụi em hỏi thì anh trả lời ha, không biết trả lời thì phải ăn cupcake. Ăn cái này đâu có gì vui đâu, đương nhiên phải chơi trò cởi đồ. Vậy cũng được sao? Anh của cô đúng là độc đến nỗi không biết nói sao nữa. Anh xin rồi, hệ thống của tập đoàn Dương Thủ có lỗi, rất dễ bị hack vào. Hệ thống có cần nâng cấp không? Anh Cần à, đây là rượu trong hầm rượu ngự dụng của hoàng gia Anh Quốc. Em đặc biệt nhờ bạn ở bên Pháp của em mang về đây cho anh đó. Vị đậm đà dữ lắm. Ghê gớm lắm sao? Loại rượu tòa bá đốc dùng để tiếp đãi quan khách chủ đường của tôi có tới mấy ta? Ồ, đương nhiên anh Cần sang trọng hơn chúng ta rồi, phải không anh yêu? Phải rồi. Quốc công à, hả? Dạo này cậu ở tới đây? Em đang phụ anh làm công trình trùng tu tòa nhà cũ ở Tá Đôn thôi. Nhiều chuyện rắc rối muốn chết, nhưng mà anh yên tâm đi, em nhất định thu hồi đúng hẹn. Phải đó anh Cần, dạo này chồng em làm tới tối mặt tối mày, anh coi đi. Đành chịu thôi, anh ít ăn ít học. Cũng may có anh rể dẫn anh vào nghề mới có ngày hôm nay thôi. Từ bác à, con có người ba giỏi như vậy á, nhất định phải cố gắng theo ba học hỏi biết chưa? Con phải theo ba học hỏi thêm mới được. Nè nè, mọi người mau ăn đi, thử đi. Nè anh à, không phải ăn như vậy. Mấy loại dăm bông này xuất phát từ nhiều nơi ở Tây Ban Nha. Chúng ta bắt đầu ăn từ bên này, mùi vị sẽ từ lạc mới đậm, như vậy mới có thể nếm được mùi vị của nó. Cần cái gì bày vẽ nhiều trò chứ, ăn vô bụng cũng vậy thôi, dư thừa. Dành thêm chút tâm trí, cả gia đình ăn vui vẻ hơn mà. Ngồi xuống ăn đi. Những thứ của dân Tây này em thực sự không biết thưởng thức. Có vậy mà chị hai quá cố làm mực ống dồn nhiều số 1. Thật tình em ăn tới mức không dừng lại được luôn á. Mọi người thích ăn mực ống dồn sao? Hay là lần sau tôi thử làm cho mọi người ăn? Cần cái gì chứ, em biết làm mùi vị đó sao?
Chị hai ra đi bao nhiêu năm qua rồi, hai anh em Tử Bác, Tử Phi cũng lớn lắm rồi. À phải, sao không thấy Tử Phi vậy? Tử Bác à. Dạ. Vẫn còn một chai nữa, con lấy qua luôn đi. Dạ. Nè anh hai, nghe nói Tử Phi ra ngoài mở công ty mới gì đó, làm những chuyện khởi nghiệp đúng không? Con lớn còn có quyền, không lẽ anh kiếm cái lòng nhốt nó hay sao? Nhưng mà dù sao Tử Phi cũng là nữ sinh ngoại tộc, anh nhờ cũng chỉ nhờ Tử Bác được rồi. Thế tôi trông cái thằng quỷ này sao? Cô có biết nó giỏi cỡ nào mà và đã thiết lập tất cả các mối quan hệ. Thư dự thầu này chắc chắn phải trúng. Còn ghi xa hết tất cả thông tin, báo hại ba bị người ta quỷ bỏ tư cách. Cô đúng là thằng vô dụng, mà xin cùng sách thiếu còn đỡ xin con. Ba ơi, công ty trúng thầu đã quyết định hợp tác với chúng ta, muốn ba lập tức ký hợp đồng. Giỏi lắm, lấy lại một nửa cũng đỡ hơn không có. Anh hai, thanh niên có ai chưa từng phạm sai lầm chứ? Con người tôi công bằng lắm. Tôi không vì chuyện nói là con của tôi nên tôi thiên vị, quan trọng nhất là coi nó có bản lĩnh hay không thôi. Con xin lỗi ba, con lập tức lấy chai khác đem về. Tử tướng, thằng quỷ chết tiệt, em dạy con vậy sao hả? Bộ tử tướng mày xe buýt hả? Đứa lớn cũng vậy, đứa nhỏ cũng vậy. Anh hai, nè. Rồi, cảm ơn em nha. Sao rồi? Mỏi thôi, hai bên đều nôi gấp hết. Em đó, cẩn thận sức khỏe đi. Em phải mau chóng làm cho xong thư dự thầu, không để ba coi thường em. Sau đó em sẽ có thể làm những chuyện em thích. Em cảm thấy ba sẽ buông tha em sao? Anh có cảm thấy ba càng lúc càng khó chịu không? Lúc trước anh muốn học nghệ thuật, ba ép anh học kiến trúc, ép luôn cả em. Anh đâu có thích kinh doanh, ba lại một hai bắt anh ở lại Dương Thủ. Em suy nghĩ rồi, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi. Cũng không thể được. Tại sao không được? Bây giờ ba đang mạnh khỏe như vậy, đi bộ cũng nhanh hơn chúng ta. Anh còn nhớ không, lúc trước ba đi coi bói, thầy bói nói ba sống thọ tới 90 tuổi lận. Chúng ta ra ngoài chơi 20 năm quay về phụ ba cũng còn được. Nhưng mà anh thật sự rất muốn làm chút gì đó cho ba coi. Em à, thử hỏi nếu như anh thử thêm một lần nữa, thuyết phục ba cho anh thêm cơ hội cải tổ bộ phận IT, em nghĩ có được không? Tốt. Thật sao? Ừ. Cảm ơn em. Em gái à, tuy chúng ta là anh em song sinh, nhưng mà em học cái gì cũng giỏi hơn anh, làm gì cũng liều hơn anh, gan cũng lớn hơn anh nữa. Trời ơi, lại nữa. Sao anh không suy nghĩ, anh cao cũng cao hơn em rất nhiều, vừa đẹp trai, lại biết nấu ăn, chơi game cũng giỏi. Cái đó gọi là gì? Hàng đẹp đó. Không biết có phải không nữa. Em nghiêm túc mà anh hai, bây giờ ra đường toàn là trai độc thân. Hôm nay ở công ty em có gặp một người, em nhìn hình trong điện thoại của anh ta, kỳ lạ lắm, tất cả đều chụp máy di tính, luôn cả thám bảng máy chủ của công ty chúng ta cũng chụp luôn. Trai độc thân là vậy mà. Em thì không hiểu họ nghĩ gì. Nhưng mà em coi những thứ anh ta ghi, em cảm thấy anh ta là một cao thủ. Thôi, hết giờ rồi, em phải về làm việc đây. Ừ, cố lên. Bản kiến nghị cải tổ bộ phận IT. Tôi đã suy nghĩ cả đêm. Thật ra bộ phận IT đó thật sự có thể làm được. Chỉ cần ba tôi cho tôi cơ hội, tôi nhất định có thể làm được thật tốt mà. Nè, Fred à, cậu đang làm gì vậy? Tôi đang nói chuyện đó. Tôi đang hack vũ khí của người ta. Trời, không lẽ cậu đi làm những trò này sao? Ai kêu tôi đó xấu quá anh chị, xuống ngày lên mạng khoe kho vũ khí nên tôi hack vô. Yes. À, cậu muốn nói cải tổ phòng IT có phải không? Kêu người hack công ty của cậu là được rồi. Tức là hack công ty của mình, sau đó lại khôi phục lại hệ thống sao? Rất chính xác. Tự biên, tự đạo diễn à. Lần này cậu ra qua một lần cho ba cậu coi rồi, có thể nói chỉ cần ổng chịu tin cậu, tự động sẽ cho cậu cơ hội thôi. Hay lắm, hay lắm. Tôi không rành máy tính cho lắm, cậu có làm được không? Ê, đừng có ý vào tôi nha. Kỹ thuật hack của tôi vẫn chưa có mở khóa, nhưng mà trên mạng thiếu gì hacker chứ. Chỉ cần cậu có thể chi tiền, tự động sẽ có người làm việc. Ứng dụng xe buýt này chỉ ngoại đón xe. Ấn cái này, coi chừng nào đi tới trạm. Ồ, có phải như vậy không, Hi Heo? Ở 6 phút hả? Sẽ có chiếc xe buýt ở trạm bên ngoài hả? Giỏi lắm, có thể ăn một cục. Còn nữa, đây là hệ thống định vị GPS, dùng nó để biết vị trí của mình. Không hiểu. Giống như bản đồ biết di chuyển gì đó.
Ồ, cũng hay thiệt ha. Đi tới đâu cũng không có bị lạc đường ha. Hơi đúng là tấu tần. Học nhanh như vậy có thể ăn thêm một cục nữa. Ê, mãi có rồi còn ăn đi. Con tự ăn gì? Ừ, nhắc tới mới nói. Lâu rồi mày không có ra ngoài chơi. Ê, lúc mày còn trẻ sống ở Phấn Lĩnh, còn có nhớ không? Lúc con còn nhỏ mày có vẫn còn vô đó chơi. Con thích ăn nhất là bánh mì thịt gà của Đại Phương Nguyên. Vậy đi, hay là chúng ta vô trống dạo một chuyến, luôn tiện ngoại thăm lại bạn thân của ngoại luôn. Cấp cứu mấy chủ quan đường ok không? Con có việc làm sao? Vậy con đi trước đi. Con tính tiền. Cả gia đình mọi người uống trà, uống nãy giờ không có nói câu nào. Ăn no chưa? Tính tiền đi. Ba ơi, có phải bà đang hối thư dự thầu không? Con làm gần xong rồi. Không. Bản thiết kế căn phòng của con coi có được không? Con không phải muốn lên chức, con muốn thôi gì. Chưa có sự cho phép của bà, không ai có thể đi được. Bà không phải là hoàng đế. Bà nghe người ta nói được không? Có phải bà muốn cả thế giới xoay quanh bà không? Có chuyện với ba của con vậy sao? Lúc nhỏ, con nói muốn đá banh. Ba kêu con học múa. Ba biết rõ con muốn học công nghệ thông tin. Ba lại ép con học kiến trúc. Con có suy nghĩ riêng của con. Ba biết mà. Ba biết con muốn làm khởi nghiệp công nghệ. Có phải bà muốn con của ba suốt đời cũng không vui không? Hơi. Con thì không thể không vui. Còn ba thì được hay sao chứ? Con bắt chước người ta làm những trò công nghệ cũ rích đó. Tức là ném tiền qua cửa sổ. Lúc nào cũng là xây nhà thực tế hơn. Công nghệ có thể thay đổi rất nhiều thứ. Bán nhà mới là hướng đúng đắn. Kiếm tiền lớn mới là kinh doanh. Bây giờ những người giàu có nhất trên thế giới này đều làm công nghệ thôi ba. Có bao giờ con nghe nói làm công nghệ thất bại nhiều thành công ít không? Con ngoan à. Vì ba không muốn con thất bại. Coi lại công ty sung sướng vô cùng ha. Hả? Lương cao, chức cao, mấy trăm người để con quản. Ba thì con hiểu con đang nghĩ cái gì nữa. Dương thủ là sự nghiệp của ba không phải của con. Con chưa thử không biết bản thân có làm được không. Ba nhận thư từ chức của con đi. Ở dương thủ không có sự cho phép của ba. Không ai có tư cách suy nghĩ. Con quỷ là, làm gì vậy? Làm gì vậy hả? Có người hack vào hệ thống của công ty. Hả? Đi sao hả? Hy Tuần tới chưa? Không biết. Đi nhanh lên đi. Thật ra có thể kiểm soát không? Hacker dùng mã độc cương thi tấn công máy chủ của chúng ta. Tài liệu đã bắt đầu bị bọn chúng xóa rồi. Đám hacker thâm nhập, chiếm quyền kiểm soát hệ thống của chúng ta. Tức là giống như cửa phòng cô bị người ta đổi ổ khóa. Nhưng bây giờ chúng ta đang dùng chìa khóa vạn năng, hy vọng có thể đổi lại quyền kiểm soát. Những phần màu đỏ là những phần bị người ta chiếm quyền, còn màu xanh là bộ phận tạm thời vẫn còn an toàn. Đèn màu đỏ càng lúc càng nhiều rồi. Đang sửa chữa. Sao không ai trả lời tôi vậy hả? Thật ra làm tới đâu rồi hả? Họ đang làm việc rồi. Hacker lại tấn công công ty của chúng ta vậy? Bây giờ những chuyện này bình thường lắm. Bà không cần biết. Tóm lại á, nếu còn lọt không xong vụ này, ngày mai không kịp nộp thư dự thầu. Chuyện gì bà quy hết cho con, đừng có hòng rời khỏi công ty. Nếu như con có thể làm được thì con có thể đi phải không? Lo xong mới tính đi. Để tôi giới thiệu cho mọi người, người này là bạn thân của tôi tên Fresh, cậu ta là chuyên gia bảo mật trên mạng. Sao Hy Thần còn chưa tới vậy? Ê, chú ơi, nếu không biết là bận tránh ra giùm. Sao hả? Có chuyện có phải các người chịu trách nhiệm không? Đúng theo trình tự rồi. Chuyên gia sao? Hy Thần tới rồi.
Là anh. Người này là ai vậy? Thì trai độc thân lần trước chụp lại máy chủ công ty em nói với anh đó. Cậu bé, nếu không được thì nép qua bên đi. Tính Hy là cao thủ giỏi nhất công ty của tôi. Cậu bé à, có phải cậu sẽ chịu trách nhiệm không hả? Cậu chịu không nổi đâu nha. Cao thủ mà đọc không ngừng tấn công vào, nếu không ngăn cản toàn bộ hệ thống sẽ bị mất hết dữ liệu. Đưa tiền chuột đi, đừng có liều nữa. Em à, chỉ 1 triệu thôi, hay là đưa luôn đi, đỡ hơn kéo sập toàn bộ hệ thống công ty. Với lại thư dự thầu ngày mai nếu không thể giao được, làm sao anh nói với ba chứ? Quan trọng nhất là ảnh hưởng tới sự đi ở của em nữa. Dùng Honeypot. Dùng Honeypot tức là đối phó với phần mềm tấn công của hacker, giống như là hũ mật ong vậy. Dù hàng ngàn hàng vạn mã độc cương thi đi tới một địa điểm khác, sau đó phong tỏa nó, giành lại quyền kiểm soát, sau đó khôi phục dữ liệu. Có hiểu không vậy cậu bé? 5 phút. Hay là đưa tiền chuột đi. Không được, không thể dùng túng bọn chúng. Người dùng gặp cảnh bất tiện không phải hoàn toàn xuất phát từ góc độ người mù. Cũng được, để tôi về nói lại với họ. Lần sau nhờ anh sử dụng lại lần nữa giùm tôi được không? Cảm ơn cô Dương. Cô đã hy sinh rất nhiều cho những người mù chúng tôi. Anh đừng khách sáo quá, muốn làm tốt nó tôi còn phải tốn nhiều thời gian lắm. Cảm ơn cô nha, tôi đi trước đây. Đi cẩn thận nha. Đại thế giới đều như chỉ chiếm hòn đá, thái y, vì mong liệu, nếu yêu chơi, phải sự yêu đáp chi. Chỉ quan thế giới đi quyền chỉ, mỗi ngày đồ lý chỉ xem, mong như sáng trong như, lì khai sinh miệt, sự yêu sáng suốt đi, vì không hoàn lý suốt yêu. Bạn nên đi hành đa tiền một điểm, bất nên đi như kim tài khai sự, nào có hội nguyện ý, vì hạnh phúc nhất đi sự. Nhân này đi xa vượt, chỉ động đam như một kết quả đi thiên đi sự, vì hà bất dũng cảm đi truy chân chính mục tiêu.